Và bước ra ngay bây giờ, đó chính là Ánh Nguyệt. Đối với mình, cái khó khăn nhất đó là thử thách vượt qua chướng ngại vật. Cái trọng lượng của mình và cái cát ở dưới mình không có một cái sức độ bật nào hết. Nhảy vượt qua chướng ngại vật đó thì mình có bị té, chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Mình không ngờ là thêm một bài tập mới, đó là sáng sớm mình đi ra đồi cát. Khi mới chạy xong vòng thứ nhất đó là mình đã gần như là thở ra không ra hơi. Tới vòng thứ ba là mình chóng mặt và mình say sẩm mặt mày. Từ từ rồi mình cũng lấy lại được sức. Cuối cùng mình cũng hoàn thành được tất cả nhiệm vụ đã được giao, điều đó mình rất là mừng. Vòng eo của mình thì không có được nhỏ nhắn như những vũ công hay là những người nhỏ con. Cái người bạn nhảy cũng khó khăn để đỡ mình lên. Vòng eo mình to nó không có độ bám, nên ra khi như vậy thì nó như là bấu vào thịt của mình vậy đó. Để đỡ mình lên thì cái vòng eo của mình gần như là tím hết. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục, bởi vì mình muốn mình hoàn thành bài nhảy là tốt nhất. Em tung tăng hát ca trên con phố này để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai. Ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng thức cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Chư 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 cha cha cha. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời nhận xét đầu tiên. Nguyệt ơi, anh nghĩ đây là cái bài chúng tôi đang mong chờ về em. Vì 2 tuần trước mình cũng thấy cái khả năng của em, nhưng mà chưa thấy hết cái khả năng của em. Và hôm nay trong cái bài này nhảy với Đình Lộc, em là một người khác. Em mở ra, anh thấy rõ ràng cái khả năng của em. Wow, đây là wow 2 hôm nay nè. Wow thứ 2 hôm nay. Và cái thông điệp trong cái bài này là lúc bắt đầu là 2 người lớn tuổi, and sau đó xé đồ, xong anh chưa hiểu lắm. Nhưng mà có mấy cái điểm nhấn là lúc Lộc đau lưng và Nguyệt đấm lưng đó. Anh rất là thích cái thông điệp đó, vì mình nói là âm nhạc và nhảy múa nó trong trong con người của tất cả mọi người. Cái phần chân một chút xíu vấn đề lúc em bước mạnh hơn một tí nha, mạnh hơn và chắc hơn. Nhưng mà lúc em đá, cái chân của em giống hai cái pháo rồi. Võ sư mà, võ sư là gì? Võ sĩ mà. Đúng rồi, taekwondo hay karate vậy? Taekwondo. Đây gì? Dạ, nhất đẳng à. Nhất đẳng. Được huy chương của quốc gia đó anh. Ok. Thì mấy cái phần đá chân của em mình thấy rõ ràng rất là mạnh. Thì em phải áp dụng cái cảm giác đó trong cái bước chân của em thì cái bài nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà chúc mừng em, vì hôm nay mình được thấy rõ ràng em là ai. Xin cảm ơn anh Trâm Huy. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Thật sự ra thì tôi cảm ơn Đình Lộc trước. Bởi vì ngày hôm nay bạn đã tạo lửa cho Nguyệt rất là nhiều. Và ngày hôm nay thật sự ra Nguyệt đã tỏa sáng, và như Huy nói, em đã mở ra. Em đã mở ra cho mọi người thấy rằng cái khả năng của em, cái khả năng khiêu vũ của em nó có và nó nằm tiềm ẩn, và ngày hôm nay đã được mở. Trong những tuần kế tiếp em sẽ làm cho mọi người phải wow Huy nói nhiều lần hơn nữa. Và chúc mừng cái bài biểu diễn của hai em trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh Hoài Linh. Và bây giờ là những lời khen từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Sao mà lại nói vậy? Tôi phải nhận xét cho chính xác. Rất là dễ dàng thấy một cái sự cố gắng vượt bực luôn của Nguyệt. Nó rõ ràng lắm. Có cả sự kết hợp của võ thuật trong âm nhạc và khiêu vũ nữa. Đây là điều lợi thế của Nguyệt. Khi mình đá chân cao như vậy, trên một cái sức nặng về cơ thể như thế, với một đôi guốc nhỏ xíu như thế, thì đó là điều không phải dễ làm tí nào. Đấy, và rất đáng khâm phục. Và ngày hôm nay Nguyệt đẹp lên rất là nhiều. Điều này các bạn có thể thấy rằng là khi mình giảm cân mình sẽ còn đẹp hơn nữa, lung linh hơn nữa. Cho nên Hưng hiểu rằng là đối với phụ nữ, khi đã ở vào cái lứa tuổi mình đã có con, có gia đình, cái việc giảm cân là điều nó khó, kinh khủng khiếp, khó lắm luôn. Có khi cả tuần chưa xuống nổi nửa ký nữa cơ. Đó, mà các bạn đã làm được cái điều này phải rất là đáng khen. Chính vì vậy mình phải cố gắng hơn nữa đi. Mình đã đi được tới giờ phút này rồi, mình đã có một bài thi tốt. Mình làm sao để luôn cả cái phần mà giảm cân á, nó đừng đẩy mình nằm ở vị trí sâu thế này nữa. Không còn gì để nói nữa, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ mời Nguyệt bước lên cân. Cân nặng cũ Ánh Nguyệt 90,5 cân. Cân nặng mới 89,2 cân. Giảm 1,3 cân, tương đương 1,4%.